Xin chào mọi người, hôm nay mình ra bưu điện để làm thẻ diêu trồ mọi người ạ. Mọi người cùng theo chân của Henny nhé. Vì tụi mình đã được hướng dẫn và làm hồ sơ trước đó rồi, cho nên tụi mình chỉ việc nộp và xác nhận lại thông tin. Bây giờ thì cả nhóm tụi mình ngồi chờ kết quả thôi. 6 người phải chờ đợi hơn 1 tiếng mọi người ạ, cũng khá là lâu luôn. Chờ bên nhân viên người ta gọi tên người nào thì người đấy sẽ ra, xác nhận lại thông tin, ghi lại tên của mình và sẽ phải bấm số mật khẩu của thẻ diêu trồ mọi người. Các nhân viên người ta dặn rất là kỹ luôn là mã số bí mật của thẻ diêu trồ không được sử dụng ngày tháng năm sinh của bất kỳ ai, của người thân hoặc là này kia, mà là sử dụng số bất kỳ và memo nó lại để mình ghi nhớ sau này. Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì họ hẹn tụi mình là 2 tuần sẽ có thẻ. Và bây giờ thì tụi mình cùng nhau đi siêu thị Aeon. Và đây là phía sau của siêu thị Aeon, hình như là trường mầm non mọi người ạ. Mình đoán thế chứ mình cũng không biết. Bây giờ thì tụi mình đang đi vào siêu thị Aeon để mua sắm một vài thứ lặt vặt. Còn đây là xúc xích siêu to khổng lồ nhé mọi người. Mua về một cây để dành ăn cả tuần nhé. Đây là gian hàng các loại nước mọi người ạ. Còn đây là gian hàng rau. Rất là nhiều các loại rau củ cải được bày bán ở đây. Và phía xa xa kia chính là cửa chính nha mọi người. Đây chính là cửa chính của siêu thị Aeon. Mình đã mua đủ những thứ cần mua cho một tuần rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra quầy để thanh toán mọi người. Ok. はい、そうだ。もう、もう。もう。もう。 Mỗi lần mình mua là mình phải dành mua từ 4 ngày cho đến 1 tuần mọi người ạ. Cho nên là mỗi lần đi chợ là tốn 3 đến 4 sen là quá đổi bình thường. Tức là tầm 6 đến 800 nghìn tiền Việt Nam ấy mọi người. Khi mà các nhân viên họ quét mã xong là mình phải tự ra cái cây như thế này, rồi mình sẽ tự trả tiền vào và tự thanh toán này kia mọi thứ hết mọi người. Đây là nơi để mình xếp lại cái đồ của mình, bỏ vô túi để mang về. Và đây là đồng bọn của tụi mình ngày hôm nay đi làm diêu trồ cá độ. Và sau khi mua sắm xong thì tụi mình phải đợi xe lên đón. Và tụi mình ngồi ở một cái góc cà phê nhỏ nhỏ như thế này để mà ăn nghỉ ngơi rồi đi về ký túc xá. Bây giờ thì ăn tạm lấy sức rồi ra ngoài đợi xe đi về. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ Henny nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Ok.